Chào cả nhà buổi sáng luôn nha. Sáng cô Minh thức dậy, cô Minh đi gỡ bẫy chuột rồi. Cô Minh điền lên cho Béo. Đó là dính mấy con luôn. Giờ Béo xuống Béo đón cô Minh nè. Rồi, cô Minh cũng lên bờ luôn rồi. Thấy cô Minh rồi. Đó. Mấy con còn? Dạ ba con. Có 4 lồng rồi, 3 con luôn hả? Dạ nè. Thấy ghê hả? Ờ con nào nó ú đụ luôn, thấy ghê không? Ôi, dữ rồi, nó dữ. Dạ. Cắn mỏ hay vậy? Nó tung tí mỏ rồi. Ờ đã quá. Thấy chưa, ở đây nè, ngay gần gần khu vực này nè, cái nhà chú Hai nói là nó vô đây nó ăn ổ dữ tồi lắm. Rồi đầu cái Béo với cô Minh nó đi lần thấy là mấy cái hang đồ của nó. Rồi, hai chú cháu chào cả nhà nha. Cả nhà. Sáng giờ hai chú cháu làm con chuyện á, rồi bắt mấy con chuột đem về để nhà, rồi giờ hai chú cháu bắt đầu làm. Giờ cũng trưa rồi, khoảng 10-11 giờ rồi. Con đi đã không tìm hương nữa. Ừ. Rồi xong giờ hai chú cháu đi kiếm mớ xả, mớ ghiền đem về làm gia vị, nướng mấy con chuột. Chết gì rồi. Ừ. Tối nó phá trong cái vườn này nè cả nhà. Đó. Rồi xong, hai chú cháu xử được mấy con. Rồi sáng có anh kia anh chạy ngang, anh thấy cái bắt đầu cái anh hỏi anh mua, hai chú cháu bán hết 3 con rồi, chừa lại 2 con. Rồi, 2 con để dành. Hai chú cháu làm một cử cho mấy anh nhậu hèm chơi. Rồi, bắt đầu hai chú cháu đi nhậu ghiền. Điên đạo. Điên đạo. Đây cái vườn ghiền này cả nhà. Nó mà nói đi ăn tạm vậy chứ tại vì xin nhiều lần rồi. Cái anh chủ vườn anh nói tụi con hái có nhổ thì xuống cái vườn nhổ đi chứ khỏi cần xin hoài. Có ở đây đâu mà xin. Thì đó, rồi, hai chú cháu bắt đầu đi nhậu ghiền nha cả nhà. Hello ha, hello. Ờ. Cô Minh này đây nè cả nhà. Trốn. Được không? Bươi lên chừng cũ được là được, không cần nhiều đâu. Cái nhà nhìn vườn ghiền nè. Ở đây người ta trồng kinh tế luôn á cả nhà. Đó, nguyên một vườn rất là rộng luôn. Đó, hồng rộng không? Ông đây là người ta nhổ á, cái đầu xong người ta đi cân ở chợ đầu mối á. Một ngày vậy chứ anh chủ vườn nó một ngày kiếm mấy trăm ngàn luôn á. Chữ gì chú. Ừ. Cái vườn này ước tính là bữa ông nói nhiêu tấn á, mà ghiền mà tổng tính bằng tấn luôn à. Ghê không? Hồi đó ông thưởng nè, tổng gần. Ừ, ghiền. Cái này mà mấy cái háng nước ngập á cả nhà, anh phải bơm ra luôn á. Tại vì anh nói để cái củ nó bị thối mà không có ngon. Được mình. Nói không con? Nói nè. Ừ, rồi nhổ đi. Rớt 10 cái chú Khai cười đã. Mình chén mới té rồi đó, giờ kêu té nữa. Đó. Đó lên nè, thấy không? Ê, 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 ê. Mới rào về ăn kèm chung nha cả nhà. Đây là rau mơ. Có ô ong nè. Ừ. Rau mơ có người kêu bằng lá gì, lá húi địch. Cái tên nó xấu lắm. Húi địch nó mới chịu á. Nói được đâu, nó hầm chết rồi. Ừ. Khế nhà. Rồi khế nhà Béo thu hoạch nha cả nhà. Mình mém té kinh, sáng giờ con làm con mém mấy té mấy lần luôn mình. Con chưa vậy? À, tới đó con lựa tới nào già nhất con hái con đấy đi. Họ tới đó hả tên đi kìa. Đây hả? Rồi, giờ chú Khang tưởng đâu tới con hái kia chứ. Rồi, hái tới đó đi. Lụm. Cái này là mình ra được 3 tới 4 tới bự rồi, mình sắp được 4 cục vàng rồi. 5-6 em rồi. Với mấy cục vàng nhỏ. Người ta nói khế ăn một quả tả một cục vàng mà. Rồi ăn con chưa nghe, tả mấy quả, tả mấy cục vàng. Rồi xong rồi tả con. Vô. Rồi bé chào cả nhà nha. Hôm nay hai chú cháu sẽ làm món chuột tống nhum nướng nha cả nhà. Rồi tất cả các thành phần thì bé cũng đã chuẩn bị hết rồi. Rau với chuột. Rồi bắt đầu bé làm nha. Rồi bé chuẩn bị gia vị luôn để nướng luôn. Hôm nay bé sử dụng ghiền với mắm tôm. Nướng cố gắng nướng cho màu vàng cho đẹp đây. Lâu quá không sử dụng cái bếp lò nướng này, sử dụng cái lò lại cho nó chạy hoạt động lại chứ để lâu quá mà không chạy nó hư. Tỏi. Ghiền. Xả ớt. Cái này dùng ít thôi, không còn nhiều.
Sáng hôm qua mà hôm nay vẫn mềm ha. Rồi phẩm nhuyễn hết ra. Rồi, xả ghiền đồ nhừ hết rồi. Bắt đầu béo cho qua dĩa. Cái gì mà nhiều vậy ha. Rồi, bắt đầu béo luôn. Mắm tôm. Sa tế. Hello. Còn một miếng à. Cái này bé sử dụng bột ngọt hơi nhiều hơn đường nha cả nhà. Ít đường thôi, với nước khác. Miếng muối. Miếng gừng. Ớ lộn, miếng rượu. Rồi bé toàn đều lên. Rồi bắt đầu béo sỏ nha. Bự như con hỏ vậy. Để coi sỏ làm sao cho đẹp đây. Ờ chị mưa tới à. Làm sao cho giống heo sữa mới được. Rồi xong một hồi nỗ lực hết mình. Bắt đã xỏ được hai con chuột vô trong cái cây sâu rồi. Còn đầu béo tắm nước nóng cho nó nha. Cho nó săn da lại. Rồi xong rồi béo ướp cái bề dưới. Để không ướp bề trên. Săn nè ha. Cắn nghe luôn. Trong nước sôi này hồi nãy béo có bỏ vô một miếng chanh nha. Săn con luôn ha. Nhìn như con hỏ vậy hay chú ha. Bự mà con này 9 tầm gram. Rồi bắt đầu béo ướp luôn. Đó. Lên. Cái phần này mà mình nướng hơi làm sao cho nó nhẹ nhàng, đừng có rớt ra nhiều là nó sẽ ngon. Cái bề da hơi mình xử lý sau nha cả nhà. Chủ yếu là mình ướp bề tông à. Chứ mà ướp bề ngoài luôn là một hơi mình nướng nó sẽ bị khét đen hồi, xấu lắm. Không không? Tờ chín còn cháy được miếng nữa. Bắt đầu của mình bỏ lên nướng nha cả nhà. Lâu quá không sử dụng là cái lò này hiện nay nó bị sét quá trời sét rồi. Đó, không gắt luôn. Không gắt luôn hen. Nãy giờ nó hấm dữ lắm rồi đó. Vậy mùi luôn. Hồi nãy bé làm cái gia vị nó hơi sệt sệt nè, nhưng mà nó cũng tuột cả nha. Tuột ít ha. Còn phần còn lại chút xíu thì nó còn dính lại là sẽ ngon. Rồi thôi chờ đợi thôi. Rồi bé quay được 50% chân đường nha cả nhà. Đó, nhìn như con heo sữa quay luôn. Con này cà bá luôn. Bọc da lên hơi chút xíu nó giòn gùm luôn cả nhà. Hôm nay lại mưa nữa rồi. Mưa nãy giờ quá là lâu rồi. Cái gia vị nó còn thấm trong cái phần thịt luôn á cả nhà. Đó. Đó. Cái hèm chưa? Cái thích mấy anh trời mưa là muốn nhậu nè. Rồi chuột của hai chú cháu đã hoàn thành nha cả nhà. Cô con chuột rồi rồi. Cái da nó phồng lên như da heo quay luôn. Đây. Heo quay. Gầm luôn. Ây da nóng quá. Bên đây nè. Da gì thì nó khô lại nó dính vô con lông con chuột. Cái phần này là dính vậy mới ngon nè. Rồi kinh ra ngoài chầu luôn Minh ơi. Rồi kinh ra đi con. Đi dùng từ mưa nha. Chạy từ từ đó nha. Đầu béo cắt đây. Nó giòn kêu gạo gạo luôn. Trời ơi nó đã vậy ơi.
Nhiều rồi, đã rồi. Ôi ôi, nó nè. Nó làm gạo 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 gạo. Rồi. Tút nó ra. Con đầu đuổi nè, thịt không là thịt. Con này không thua gì con thỏ mà. Con thỏ thấy nó bự vậy chứ con mận ra nó heo hụt lắm. Dạ. Lớp lòng nữa chứ nè. Ừ. Rồi, nó giòn. Giống heo quay không? Heo quay. Ừ, thỏ văng. Văng da gì kìa. Xỉu. Ở đùi. Ở cái phần này là làm được một xị luôn nè. Đùa. Giòn. Đùi. Cái này hai chú cháu này là xỉu nữa rồi. Xỉu rồi. Da, da như da heo quay. Ừ, gạo gạo luôn chú ơi. Cái phần gia vị nè. Chăng nữa. Phần thịt không nè mình. Trời ơi. Phần đùi đá ha. Trời ơi, tợ mưa mà ăn cái này nữa, tợ ơi còn gì bằng nữa. Rồi bươi ra, rồi một đống thịt luôn, xì khói luôn. Xì khói rồi. Rồi bắt đầu vô anh ơi. Rồi hai chú cháu đã hoàn thành nha cả nhà. Rồi béo mời cả nhà cùng hưởng thức với béo nha. Rồi con mời cả nhà. Rồi. Ơi. Này hai chén rau này là của mình làm nè cả nhà. Chấm. Giòn không? Giòn gạo gạo. Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Đúng không? Tắm chấm với chao nữa còn gì bằng. Tôi ăn cái phần phần nào? Phần đuôi hay vậy? Dạ đuôi. Tại ăn cái đuôi cũng ăn đuôi. Phần nào cũng thịt nhiều cả nhà. Dạ. Nhưng mà muốn cái của mình ăn cái phần thịt cho nhìn cho nó đã. Ừ, ăn thịt cho. Ăn thịt cho. Dạ. Rồi ăn thịt đi con. Lửa cái đùi á, dứt cái đùi cho chú ha. Đây. Đó, trời ơi, lửa phần thịt mình dứt chứ. Ăn dính cái mỏ hay ghét không? Đó, trời ơi, cạp thấy mà thèm luôn. Vậy mà không cạp, cạp cái đuôi. Trời, xương con để kế bên luôn đi con. Chú ha quên lấy cái đồ đựng cho con rồi. Này mấy ăn ngầu chết rồi. Nó đã chứ ơi. Đúng rồi, tại phần ghế này là dạng quan giả, còn là con ăn cái thịt nó rất là chắc. Còn đa số ngoài thị trường người ta bán là đa số là cái mấy con đó là người ta nuôi không à. Rồi lúc trước chú Kha cứ ra mua á. Cái bắt đầu nó hỏi anh cần số lượng bao nhiêu em cũng có. Hàng này em gặp nhập Campuchia về không? Là hàng của bên bản là người ta nuôi bằng thức ăn không? Mà cái thịt nó không có bạn. Thấy con nào con nấy hen, là có khi á bắt được mấy con mà bự hen là một ký mấy luôn á nha. Hồi lúc trước á mấy anh em đi có đi xuống dưới vùng biển một lần rồi là mấy anh ở dưới nói hen là mỗi một con là một ký hai ký ba là chuyện bình thường luôn. Còn ở đây mình ví dụ đi cái số lượng béo từ đó giờ béo mới bắt bự nhất là con này là bự nhất 9.5 gram. Con cũng vậy luôn, con này bự nhất luôn á. Đúng rồi, bự như con thỏ, nhưng mà con thỏ mận ra là không bằng nha cả nhà. Con hỏ coi vậy á, 2 kg mấy vậy á. Chứ mà cái phần bụng của nó á, rất là nói chung nó bọng không à. Dạ. Ừ. Với lông đó nữa. Đúng rồi. Đó, cô Minh làm cái hèm luôn, 2 cục này hen. Rồi chú Kha vô chú Kha ăn với cô Minh luôn. Hèm quá. Rồi. Xong rồi, hai chú cháu mời cả nhà nha. Rồi, con mời cả nhà. Rồi. Tại góc quay nó hơi ấy, béo hơi khum khum xuống xíu nha cả nhà. Rồi ăn đi Minh. Đùi. Chấm với nước chao hả? Ừ.
coi bộ ngon ha. Nay cô Minh làm chao ngon rồi. Con bỏ miếng sạch tế thì thơm thơm à. Cái phần mà dính da dĩ mới không? Nó còn dính rồi. Cái này một cái tinh tí nè. Thấy không? Thịt không cả nhà. Thôi da dĩ nó dính rồi. Trời ơi, ăn nó thấm đẹp quá. Lớp da. Đây là phần xương sườn nè. Xé kìa. Xé về không được. Giờ xé già ăn, ăn thức. Bao gọi liền sườn. Thật thơm luôn. Gạo luôn. Nhớ làm hết hai con này không? Tốt tốt. Cái chú hai làm như cái ngọt rồi vậy thôi. Cái ngọt á. Cái ngọt không? Cái thử hả? Cái ngọt rồi. Cái thứ ngọt. Này con thấy nó ngọt ngọt. Thì khế béo với anh hai đồng ra cái khế ngọt cái nhà. Này nó tái bự rồi, này nằm theo tái rồi. Thôi vậy chứ dòng hôm nay cũng lâu quá con, hơn nửa năm rồi á. Con mình biết Yêu Khà phải phần nào của nó không? Dạ. Cái lưng. Đúng rồi. Cái lưng với miếng dạ. Cái đó là phần sườn. Sườn. Ừ. Thương sườn là nướng là ngon nhất luôn. Con gì cũng vậy á. Chao còn làm béo đã. Ừ. Chao còn làm béo. Ừ. Chao này là làm giống như đại ca Cường chỉ á. Đúng rồi. Không có phút dừa hen. Rồi với tấp mỡ. Trời ơi. Quá thằng gái. Năng lực. Muốn xỉu rồi. Này ăn ổ nó chết nè. Ừ. Này tại nó ăn ổ nó mới, mới lên đây nè. Ừ. Ngộ ăn lúc trước hai anh em bắt cũng 5-6 con. Ba chú cháu nữa cũng 5-6 con luôn. Nay nó lại tở lại nó ăn nổi. Tại vì ngay đó có cái nguồn thức ăn đó, nó lại nó ăn nó phá dữ lắm. Ở gì nó hái cái nào nó ăn lấy mình cũng không nói. Nó cặp tùm lum hết ta. Mình tá cặp dấu. Cháu thử tới nào ngọt nó mới ăn gì đó. Ai muốn thử cái gì hết chứ kìa. Bắt được tụi nó rồi, cái chú hai chắc ông mừng lắm. Cái này có rau thơm, này kia nó kẹp vô ăn ngon. Còn đầu của mình. Cái đầu. Cái đầu ta để đè cho đẹp chứ đâu có gì đâu mà. Quá mình đây. Còn mình của mình á. Rồi còn hai cái đầu. Rồi hết. Thôi đã hèm rồi cả nhà. Rồi thôi bye bye cả nhà luôn. Rồi con bye bye cả nhà.